Chiều nay, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình triển khai kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn bình thường mới, nhằm từng bước phục hồi hoạt động du lịch, thúc đẩy sự liên kết, hợp tác và cam kết của các doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng trong việc sẵn sàng đón du khách trở lại trong điều kiện an toàn mới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đến dự và chỉ đạo tại hội nghị. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn, khôi phục phát triển du lịch được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong tổng thể kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thành phố trong tình hình mới. Để làm được điều đó, thành phố cần huy động các nguồn lực từ tất cả ngành, đơn vị liên quan cùng Hiệp hội Du lịch và Cộng đồng Doanh nghiệp Du lịch để triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu này. Lãnh đạo thành phố sẽ tập trung chỉ đạo các công tác phòng chống dịch để tạo sự yên tâm cho du khách, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp du lịch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị Sở Du lịch tăng cường truyền thông về việc mở cửa du lịch trở lại cho khách nội địa và chuẩn bị sẵn sàng các phương án để đón khách quốc tế. Tại chương trình, Sở Du lịch đã công bố 4 nội dung chính gồm kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch thành phố trong tình hình mới, theo phương châm chủ động thích ứng, linh hoạt, hướng dẫn các cơ sở dịch vụ, đảm bảo điều kiện hoạt động trở lại theo hướng dẫn nghị quyết 128 của Chính phủ, tổ chức đón khách nội địa theo 2 giai đoạn, triển khai phương án đón khách quốc tế theo phương án và phê duyệt của Chính phủ, hướng dẫn thực hiện của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các bộ ngành liên quan và kế hoạch truyền thông du lịch Đà Nẵng trong tình hình mới. Tại hội nghị, các doanh nghiệp, đơn vị cũng trao đổi kiến nghị các giải pháp để có thể tận dụng cơ hội tái khởi động một cách hiệu quả. Trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch về hợp tác chuyển đổi số trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch giữa Trung tâm xúc tiến du lịch thành phố và Viettel Đà Nẵng, lễ ký kết biên bản hợp tác khôi phục và xúc tiến đường bay đến Đà Nẵng giữa ngành du lịch thành phố và các cảng hàng không, lễ ký kết cùng khởi động hoạt động du lịch trong giai đoạn bình thường mới giữa Hiệp hội Du lịch thành phố, Quỹ xúc tiến phát triển du lịch và các tập đoàn doanh nghiệp du lịch lữ hành lớn.